Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Trung đây. Hôm nay như đã hứa, mình sẽ tiếp tục lên chơi video về thuế một cho mọi người nhé. Và hôm nay mình sẽ đến với chương 2, được không? Hôm trước mình đã nói trong chương 1 rồi. Chương 1 rất là dễ thôi, là toàn là lý thuyết đúng không? Không có gì cả. Hôm nay là đến chương 2, như mình đã nói, đấy là chúng ta cùng tìm hiểu về từng loại thuế. Cụ thể chương 2 chúng ta tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng, hay là gọi là thuế VAT, đúng không? Ok nhá, thì đấy, đấy là về chương 2. Và như mình cũng đã nói rồi, đấy là ấy, khi mà mình vào các chương cụ thể này thì mình sẽ không nói nhiều về phần lý thuyết, mà mình chủ yếu là hướng các bạn là gì? Đến làm bài tập thôi đúng không? Ok. Thì đầu tiên này mình sẽ nói một chút nhá về những cái chúng ta cần nhớ, sau đó mình sẽ chưa bài tập cho mọi người. Đầu tiên về cái thuế giá trị gia tăng này ý, thì mình sẽ nói một chút đến cái khái niệm nhá. Khái niệm này, đây là gì? Là sắc thuế, được không? Là sắc thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ, được không? Ok, giá trị tăng thêm của hàng hóa dịch vụ. Và rồi. Đây là giá trị gia tăng mà đúng không? Dịch vụ. Đó. Và thứ hai ấy, mình sẽ nói cùng các bạn đây là đối tượng chịu thuế đây là ai nhá? Đối tượng chịu thuế. Thì đối tượng chịu thuế đấy là hàng hóa dịch vụ, được không? Là hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh, đúng không? Sản xuất này, kinh doanh hoặc là tiêu dùng nhá, tiêu dùng ở Việt Nam, được không? Đấy, đây là đối tượng chịu thuế. Thì trong đây chúng ta cần quan tâm thêm một cái nữa, đây là đối tượng không chịu thuế, được không? Đối tượng không chịu thuế gia tăng này thì là gì, đúng không? Chúng ta cùng xem nhá. Đối tượng không chịu thuế, khi mà nói về cái đối tượng không chịu thuế này thì ở trong luật sẽ có riêng một cái để nói về cái đối tượng không chịu thuế này. Và đây chúng ta tìm hiểu thì mình sẽ nói cho các bạn thôi nhá. Đây, các bạn có thể thấy đây, mình sẽ chiếu cho các bạn xem. Đây, ở trong slide của trường mọi người có thấy đây đúng không? Đấy là đối tượng không chịu thuế, nó sẽ bao gồm này. Những cái này là cơ bản, còn lại chi tiết thì chúng ta xem về thông tư 67 nhá. Đấy, còn ở đây thì mình sẽ nói cho mọi người chỗ này, các bạn có thể thấy. Về đối tượng không chịu thuế đấy, nó có một số cái như sau. Thứ nhất là nhóm mang sản phẩm nông nghiệp và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thứ hai là nhóm hàng hóa dịch vụ thiết yếu phục vụ cho đời sống xã hội. Thứ ba là nhóm dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán. Thứ nữa là nhóm hàng hóa dịch vụ vì mục tiêu xã hội, nhân đạo, không mang tính kinh doanh, được chi bằng tiền ngân sách nhà nước. Tiếp theo là nhóm hàng hóa dịch vụ là gì? Nhập khẩu nhưng không phục vụ cho sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng ở Việt Nam. Và cuối cùng là một số hàng hóa dịch vụ khác. Đó, được chưa? Thì mình sẽ chụp sang đây nhá. Mình chụp sang Word cho các bạn để các bạn nào thích có thể ghi hoặc không các bạn nhớ là được. Đấy, những cái này. Ok không? Rồi nhá. Và tiếp theo này thì mình sẽ nói cho các bạn thêm. Ở đây là mình có thể giải thích thêm một chút, trong đó nhóm sản phẩm nông nghiệp và phục vụ sản xuất nông nghiệp nhá. Thì nó sẽ có là gì? Sản phẩm trồng trọt này, chăn nuôi thủy sản, hải sản, tức là nó là nông nghiệp đấy đúng không? Đấy, do là tổ chức cá nhân tự sản xuất, đánh bắt và bán ra ở khâu nhập khẩu, tức là nó là tự sản xuất, đánh bắt và bán thôi. Đúng không? Đây. Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng đấy, những phẩm giống thì nó cũng sẽ không chịu đúng không, nếu mà phục vụ cho nông nghiệp. Tiếp theo này, phân bón này, rồi thức ăn cho gia súc các thứ đúng không? Rồi đây có ví dụ nữa. Đây, nếu mà nhóm vào dịch vụ thiết yếu ấy thì nó sẽ bao gồm một số cái như sau: dịch vụ y tế, dịch vụ thú y đấy, giáo dục dạy học này, vận chuyển hành khách công cộng như là gì, xe buýt, xe điện này đấy, hoặc là dịch vụ bưu chính viễn thông này và internet thì cũng không chịu thuế. Dịch vụ đây, tài chính ngân hàng hay là kinh doanh chứng khoán đây, thì họ sẽ đọc thêm đúng không? Ví dụ cấp tín dụng này, rồi bao thanh toán này, bán tài sản bảo đảm bảo này, rồi dịch vụ cung cấp thông tin. Đấy, được không? Thì đấy, người ta nói cơ bản về ba cái đầu tiên thôi đúng không? Được rồi, rồi nhá. Rồi, thì đấy, nên mình đã nói xong cái đối tượng không chịu thuế, được chưa nào? Vì mình đã nói đây là ở đây mình sẽ quan tâm hơn vào cái phần bài tập đúng không? Cho nên mình sẽ nói nhá, những gì chúng ta cần nhớ. Và sau đó vào bài tập ý, nếu mà còn gì thì mình sẽ nhắc lại cho mọi người sau. Được không? Thì đấy, nói chung lại là sau khi học xong một loại thuế nào đấy thì cái quan trọng nhất ấy các bạn phải biết được đây là gì, cách tính thuế đúng không? Thì đây mình sẽ chỉ cho các bạn cách tính thuế giá trị gia tăng. Giá trị gia tăng. Đó, chúng ta cùng xem nhá. Cách tính thuế giá trị gia tăng thì chúng ta tính như nào? Thì các bạn nhớ giúp mình, đấy là chúng ta chỉ làm theo góc khấu trừ thôi, được không? Thì VAT nhá. VAT phải nộp của chúng ta ấy, trong đề người ta bảo là tính ra cái thuế phải nộp chẳng hạn thì mình sẽ tính ra cái thuế VAT phải nộp. Đúng không? VAT phải nộp chúng ta ấy sẽ bằng là gì? VAT đầu ra đúng không? Đầu ra trừ đi
VAT đầu vào. Đấy, đầu vào được khấu trừ. Đúng không? Đấy, trong đó nhá, trong đó các bạn nhớ giúp mình. Đấy là ấy, VAT đầu ra hay là đầu vào ấy thì cũng tính bằng một công thức thôi, được không? Cái bằng này chúng ta sẽ lấy là giá tính thuế, giá tính thuế nhân với cả thuế suất, được không? Nhân với thuế suất, thế là xong, ok chưa? Đó, thuế suất thuế giá trị gia tăng nhá, để sẽ nói thuế suất thuế giá trị gia tăng là bao nhiêu, được không? Và thường ấy để sẽ cho cái thuế suất này rồi, cái chúng ta cần quan tâm ở đây hơn ấy, đấy là chúng ta nói về cái giá tính thuế, được không? Trong đó chúng ta xem mà giá tính thuế là cái gì, đúng không? Và mỗi loại thì giá nó là bao nhiêu, đúng không? Thì ta cùng xem với nhau. Trong đây này, mình sẽ nói một chút về cái giá tính thuế. Đây. Cụ thể nhá, về cái giá tính thuế này. Giá tính thuế thì chúng ta cùng xem. Đấy, mọi người nhớ nhá, mình ghi cái gì thì mọi người cũng ghi vào. Để tí nữa là căn cứ để chúng ta làm bài tập. Ở giá tính thuế nhá, thì tùy với những cái hàng hóa dịch vụ khác nhau, đúng không? Đầu tiên đấy, mình có thể cho các bạn. Đấy, đấy là hàng hóa dịch vụ đầu tiên. Đấy là với hàng hóa là gì? Bình thường, đúng không? Bình thường chỉ là mua bán các thứ thôi ấy. Thì nhá, chúng ta phải nhớ một cái như này, đây là thứ tự tính thuế như sau. Thứ tự tính thuế nhá của một cái hàng hóa ấy, thì nó sẽ bao gồm này, nếu mà nó phải chịu nhiều loại thuế thì chúng ta nhớ thứ tự tính thuế của nó sẽ là thuế nhập khẩu đầu tiên. Nếu mà hàng hóa đó là hàng hóa nhập khẩu, chúng ta lúc nào cũng phải tính thuế nhập khẩu trước, đúng không? Sau đó ấy, nếu mà nó chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì chúng ta phải tính đến cái thuế tiêu thụ đặc biệt, đúng không? Và cuối cùng ấy là chúng ta phải tính đến cái thuế mới, cuối cùng mới đến thuế giá trị gia tăng, đúng không? Thế VAT hay gọi là giá trị gia tăng nhá. Rồi, VAT giá trị gia tăng. Và các bạn nhớ giúp mình, đấy là cái đằng sau. Cái đằng sau sẽ là, tức là đây, mình sẽ nói lại này, giá tính thuế. Giá tính thuế của cái đằng sau sẽ là giá mua rồi cộng với cái thuế đằng trước, ok, cộng với cái thuế đằng trước. Được không? Nếu mọi người có hiểu mình ghi cái này là gì không? Theo cái thứ tự này ý, thì giá tính thuế của cái đằng sau sẽ là giá mua cộng thêm cái thuế đằng trước. Mình có thể ví dụ cho các bạn dễ hình dung ở đây nhá. Ví dụ này, đấy là nhập khẩu một xe ô tô, được không? Có cái giá nhập khẩu nhá là 500 triệu. 500 triệu này. Tiếp theo này, thuế nhập khẩu là 50%. Thuế tiêu thụ đặc biệt là 50% luôn. Được không? Hãy tính, đây, bây giờ nó bảo là hãy tính giá tính thuế trị gia tăng. Được không? Hay nói đơn giản là hãy tính luôn là, hoặc là người ta có thể cho luôn là thuế VAT là 10% chẳng hạn. Và người ta yêu cầu người ta tính luôn cái thuế VAT. Thì bây giờ người ta tính như nào? Thì mình đã nói rồi đúng không? Thứ tự tính thuế ở đây là mọi người phải nhớ, được chưa? Nếu mà ấy, nó vừa là nhập khẩu vừa là thụ đặc biệt ấy, vừa chịu thuế VAT thì thứ tự tính thuế thì chúng ta tính lần lượt, đúng không? Đầu tiên là mình sẽ tính ra cái thuế nhập khẩu. Thuế nhập khẩu sẽ bằng cái gì? Thì chúng ta cũng lấy giá tính thuế như thuế xuất thôi. Đây, giá tính thuế nhập khẩu là 500 triệu đúng không? Chúng ta lấy 500 nhân thuế của thuế nhập khẩu, thuế xuất thuế nhập khẩu là 50%, đúng chưa? Đấy, ta lấy 500 nhân 50% thôi. Thì sẽ bằng bao nhiêu? Rõ ràng bằng 250 đúng không? Đấy, cái thứ nhất. Thứ hai là gì? Đây, chúng ta phải tính đến cái thuế tiêu thụ đặc biệt, đúng không? Thứ tự tính thuế đấy. Thuế tiêu thụ đặc biệt. Đó. Và thực ra ấy, khi mà vào đề thi ấy, hay để kiểm tra ấy, thì người ta không cho một loại thuế nó rời riêng ra đâu, mà người ta sẽ bắt chúng ta tính, đúng không? Bao gồm cả ba loại thuế này. Cụ thể đây, chúng ta đang học ở chương 2 là thuế VAT. Chương 3 chúng ta sẽ học về thuế thuộc đặc biệt. Và chương 4 chúng ta sẽ học về thuế xuất nhập khẩu. Thì khi đó ấy, bài tập nó sẽ là tổng quát hơn, đúng không? Nó sẽ bao gồm cả loại thuế. Và khi kiểm tra nó cũng bao gồm những loại thuế như này, chứ nó không hỏi riêng gì một loại thuế thôi, đúng không? Thuế thuộc đặc biệt đây nó sẽ bằng gì? Các bạn còn nhớ không? Giá tính thuế ở cái đằng sau sẽ là giá mua cộng với cái thuế đằng trước. Thì đây, ban đầu nó cũng là giá mua thôi, đúng không? Giá mua là 500, 500 triệu cộng với cái thuế đằng trước. Thì các bạn thấy này, thuế thuộc đặc biệt đây, cái thuế đằng trước của nó là gì? Có phải là thuế nhập khẩu không? Đấy, nó phải bao gồm cái thuế đằng trước, đúng không? Thì thuế nhập khẩu của nó nữa là 250. Thì giá tính thuế các bạn nhớ, giá tính thuế của thuế đặc biệt sẽ là cái giá mua này cộng với cả gì? Cộng với cả thuế nhập khẩu nữa, đúng không? Sau đó mình nhân bao nhiêu? Nhân với thuế xuất. Thuế xuất ở đây này, thuế tiêu thụ đặc biệt cũng là 50%, đúng không? Các bạn hiểu như thế. Nhưng tao lấy cái này như 50% thôi, bằng bao nhiêu? Đấy, thì mình sẽ bấm máy nhá.
Đây. Lấy 500 cộng 250 là 750 đúng không? Sau đó nhân bao nhiêu? Nhân 50% thế thôi. Ok chưa nào? Thì sẽ bằng bao nhiêu? 375. 375. Đấy. Và cuối cùng ấy mình chỉ tính ra là gì? Thuế VAT. Thuế VAT thế bằng cái gì? Vẫn là giá tính thuế như thuế xuất. Tuy nhiên ấy, giá tính thuế các bạn nhớ không? Giá tính thuế của cái đằng sau sẽ là giá mua cộng với cái thuế đằng trước. Tức là gì? Giá tính thuế của thuế VAT ấy sẽ là giá mua này, cộng với cả thuế nhập khẩu và cộng với cả thuế tiêu thụ đặc biệt nữa. Bởi vì này, đằng sau nó có cả thuế nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt mà. Đúng không? Tức là này, chúng ta lấy giá mua đầu tiên là 500. Cộng với cả gì? Thuế nhập khẩu đây là 250. Cộng với cả gì? Thuế tiêu thụ đặc biệt là 375. Đúng chưa? Đấy, cộng hết vào. Sau đó mình nhân bao nhiêu? Nhân thuế suất của thuế giá trị gia tăng đây là 10% đúng không? Vậy chúng ta nhân 10% ở đây, các bạn hiểu không? Thế nhá. Đó, thì chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? Đấy, chúng ta cộng vào nhân 10% thôi. Được chưa nào? Đây, mình sẽ cộng vào nhá. Đây, mình sẽ cộng vào. Lấy 500 cộng 250 cộng 375. Đấy, sau đó mình mới nhân 10% đúng không? Được chưa nào? Bằng này. Đó, nó ra cho chúng ta là gì? 112,5. Thế thôi. 112,5. Thế nhá. Đó là vậy thôi. Mình đã chưa cho bạn xong một cái ví dụ ở đây rồi. Đấy là gì? Giá tính thuế trong trường hợp là gì? Đây, trong trường hợp với hàng hóa bình thường nhá, với hàng hóa có cả xuất nhập khẩu hay gì đấy đúng không? Với những hàng hóa bình thường. Còn mình sẽ xem này, với những hàng hóa khác thì sao đúng không? Cụ thể đây mình sẽ nói thêm đến những cái đặc biệt hơn. Đây, cái thứ hai, mình sẽ chuyển sang trang luôn nhá. Cái thứ hai đây là với hàng hóa tiêu dùng nội bộ, đúng không? Tiêu dùng nội bộ. Thì tiêu dùng nội bộ hiểu đơn giản là gì? Các bạn hiểu đơn giản ấy từ cái tên nó thôi. Tiêu dùng nội bộ tức là sản xuất ra trong cái doanh nghiệp này xong lại sử dụng luôn trong doanh nghiệp này thì nó sẽ gọi là tiêu dùng nội bộ đúng không? Thì bạn nhớ đây là tiêu dùng nội bộ nhá, thì không phải tính nộp thuế rồi, thì không phải tính nộp thuế VAT, được chưa? Đấy, các bạn hiểu đơn giản là gì? Ví dụ đây, một cái doanh nghiệp sản xuất quạt đi, sản xuất quạt. Đấy, bây giờ đang mùa hè nóng quá đúng không? Người ta mang quạt vào, mang quạt lắp vào công xưởng luôn đi đúng không, lắp vào công xưởng để sử dụng cho nhân viên đúng không, thì ấy, số quạt lắp vào công xưởng này đúng không, thì số quạt lắp vào công xưởng, lắp vào công xưởng này đúng không, sẽ không phải tính nộp thuế VAT. Ok chưa? Thế nhá, các bạn hiểu này không? Đấy, với hàng hóa tiêu dùng nội bộ tức là hàng hóa này người ta sản xuất ra nhưng mà người ta không bán mà người ta tiêu dùng nội bộ tại chính công ty người ta luôn, đơn giản như thế đúng không, thì sẽ không phải tính nộp thuế VAT. Đấy, đấy là hàng hóa thứ hai mình đã nói rồi nhá. Theo này mình sẽ nói tiếp đến cái hàng hóa thứ ba xem có gì đặc biệt hơn không, đúng không? Với cái hàng hóa thứ ba đấy là với hàng hóa khuyến mại nhá, chúng ta cùng xem với hàng hóa khuyến mại thì sao. Khuyến mại nhận nhớ giúp mình, nếu mà là hàng hóa khuyến mại ý, thì giá tính thuế bằng không, được không? Đấy, mọi người hiểu đơn giản như thế nhá. Với hàng hóa khuyến mại thì giá tính thuế bằng không luôn. Đấy, như kiểu là ví dụ đơn giản ấy, đấy là mọi người đi vào siêu thị Winmart chẳng hạn, mọi người mua bột giặt chẳng hạn, mua một túi bột giặt đấy mà nó đang có chương trình là một tặng một đúng không? Đấy, nó kèm thêm một túi nữa ở đấy thì cái giá tính thuế của cái hàng kèm nó sẽ bằng không. Người ta tính thuế trên cái hàng mà để chúng ta mua thôi, còn cái hàng tặng kèm thì giá tính thuế bằng không, hiểu không? Thế nhá. Tiếp theo này, với hàng hóa tiếp theo đấy là với hàng hóa đây, với hàng hóa theo hình thức là gì? Trả chậm trả góp nhá, trả chậm trả góp. Đấy, nếu mà với hàng hóa theo hình thức trả chậm trả góp thì nó sẽ là gì đúng không? Với hàng hóa theo hình thức trả chậm trả góp thì giá tính thuế sẽ là giá trả ngay, được chưa? Sẽ là giá trả ngay. Ok chưa nào? Đấy, thì mình có thể ví dụ cho các bạn ở cái trường hợp này nhá. Ví dụ đây. Đấy là ấy, mua một chiếc iPhone đi. iPhone mới nhất, iPhone 14 đi đúng không? iPhone 14. Đây, iPhone chứ. 14. Đấy, giá bao nhiêu? Giá là 30 triệu. Mình giả sử là giá trả ngay là 30 triệu nhá. Là 30 triệu. Nhưng mua treo trả góp. Đấy. Mà tổng số tiền trả sau 2 năm là 32 triệu chẳng hạn, đúng không? 32 triệu. Đó,
Thì bây giờ thì chúng ta xem giá tính thuế là bao nhiêu. Suy ra giá tính thuế này thì như cái mình vừa nói cho các bạn thôi đúng không? Giá tính thuế là giá trả ngay. Đấy, cho nên nó sẽ bằng là bao nhiêu? Bằng 30 triệu. Chứ không phải là 32 triệu. Các bạn nhớ này giúp mình nhá. Là mình đã nói rồi. Được không? Nếu mà với hình thức trả chậm trả góp thì giá tính thuế sẽ là giá trả một lần, tức là trả ngay ấy. Thế này. Chứ không phải là giá trả chậm trả góp. Được không? Ok. Nhớ như vậy. Được chưa nào? Không nhá. Và mọi người nhớ thêm một cái nữa. Đấy là mình đã nói ở trên này đúng không? Đấy là cái thuế suất này thì để cho. Tuy nhiên ấy, với một số trường hợp như là xuất khẩu ấy thì nó sẽ khác một chút đúng không? Mình có thể ghi thêm cho các bạn đây, hiểu không? Với hàng hóa xuất khẩu thì chịu thuế suất 0%, thấy chưa? Đấy, thì đây nhá, mọi người có hiểu là tại sao mà người ta đã áp dụng cái thuế suất 0% không? Mà không phải là không chịu thuế luôn đi, đúng không? Thì mọi người sẽ phân biệt giúp mình nhá, đấy là sự khác biệt đúng không? Thỉnh thoảng chúng ta có một số câu hỏi về cái sự khác biệt đúng không? Giữa không chịu thuế VAT và chịu thuế suất 0% đúng không? Chịu VAT thuế 0%. Bởi vì bản chất là thuế 0% cũng là không phải nộp gì mà, đúng không? Thì đấy, người ta có thể hỏi chúng ta là khác biệt giữa không chịu thuế và chịu thuế 0% là cái gì, đúng không? Thì mọi người nhớ giúp mình, đấy là gì? Đây, mình sẽ nói luôn trên này. Đấy là nếu không chịu thuế VAT thì sẽ không được khấu trừ đầu vào. Được không? Không được khấu trừ đầu vào. Vì nếu mà bản chất nó không chịu thuế rồi nó làm gì được khấu trừ đâu. Đúng không? Còn ấy, còn nếu chịu thuế VAT 0% thì bản chất là không phải nộp thuế rồi đúng không? Là không phải nộp thuế. Nộp thuế đầu ra đúng không? Đầu ra nhưng đầu vào vẫn được khấu trừ. Được chưa? Tức là ta hiểu là đầu ra là không mà đầu vào vẫn được khấu trừ thì nó vẫn là một số gì đấy, trừ ra nó sẽ là số âm, đúng không? Hay thật ra là nếu mà với cái hàng hóa nào mà chịu thuế suất là 0% ấy, đúng không? Thì sau này vẫn được khấu trừ, tức là số tiền thuế phải nộp là bị âm. Đấy, tức là mình được thêm tiền ấy, đúng không? Cho nên ấy nó chỉ áp dụng với hàng hóa mà xuất khẩu thôi, vì nước ta đang khuyến khích xuất khẩu mà, đúng không? Ok, đấy mọi người có thể chú ý thêm cái này nữa. Khác biệt giữa không chịu thuế đấy và chịu thuế 0% là như vậy nhá. Ok. Và đây nhá, mình sẽ nói cho các bạn nốt này để kiến thức cuối cùng. Đấy là nếu này không hạch toán riêng được đúng không? Không hạch toán riêng được. Thuế giá trị gia tăng đầu vào. Thì này, chúng ta có một cái công thức để tính cái thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ nhá. Khấu trừ sẽ bằng công thức như sau. Đây, mình sẽ ghi công thức này nhá. Đây là một công thức cuối cùng trong cái phần này. Đây. Công thức này nó sẽ là như sau. Nó sẽ bằng số thuế giá trị gia tăng đầu vào cần phân bổ, đúng không? Số thuế giá trị gia tăng đầu vào cần phân bổ. Sau đó nhân này. Nhân. Đây. Nhân ở đây sẽ là hàng hóa dịch vụ chịu thuế bán ra, đúng không? Hàng hóa dịch vụ chịu thuế bán ra. Sau đó chia cho tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra. Chưa nào? Đấy nhá. Đấy, đây là công thức tính thuế sẽ tăng được khấu trừ trong trường hợp mà gì, nếu không hạch toán riêng được thuế sẽ tăng đầu vào. Đấy thì cái lý thuyết này mình sẽ áp dụng ở cái bài số 4 sách bài tập. Đó, mọi người có thể mở ra mọi người sẽ thấy sẽ bảo như này. Ok chưa nào? Thế không hạch toán được riêng ra đúng không, thì nó sẽ áp dụng công thức này vậy thôi. Được chưa? Đó thì đấy là tất cả cái kiến thức của ta cần nhớ ở chương 2 để chúng ta có thể làm bài tập. Được không? Đấy, như mình đã nói là mình chỉ nói cho các bạn những cái lý thuyết để chúng ta làm bài tập thôi, và nó quan trọng nhất thôi, đúng không? Mình không nói đầy đủ như trong slide nhá. Mọi người có thể thấy trong slide đây, nó sẽ có tận 80 trang cơ, đúng không? Ok. Và đây nhá, trước khi đến bài tập ấy, mình sẽ có một cái số cái chú ý cho các bạn ở trong cái chương 2 này để chúng ta có thể trước khi làm bài tập, đúng không? Chú ý khi làm bài tập này. Mình sẽ nói cho các bạn nhá, chú ý là chúng ta phải chú ý những cái gì khi làm bài tập. Đầu tiên ấy là các bạn chú ý giúp mình như sau, đây là cứ mua vào đấy hay là phải trả tiền đúng không?
phải trả tiền mà phải chịu thuế đúng không? Mà phải chịu thuế. Mình đã chỉ các bạn cái này ở trong nguyên lý kế toán rồi đấy, cứ mua vào hay phải trả tiền mà lại phải chịu thuế thì nó sẽ là gì? Là thuế đầu vào, đúng không? Thuế đầu vào. Và ngược lại đâu ấy, đúng không? Cứ làm sao? Cứ bán ra hay là thu tiền ấy, đúng không? Đây. Thì đơn giản như này. Cứ bán ra nhá. Bán ra hay là gì? Thu tiền, đúng không? Mà phải chịu thuế thì tính là thuế đầu đầu ra, đúng không? Đấy, đấy cách chúng ta tính thuế đầu ra và đầu vào. Đấy, bởi vì chúng ta biết công thức rồi. VAT phải nộp sẽ bằng là gì? VAT đầu ra. Đây, VAT đầu ra trừ VAT đầu vào được khấu trừ, đúng không? Mình đã nói rồi. Được chưa nào? Đấy nhá. Thì bây giờ này, mình đã nói cho các bạn đúng không? Đấy, cứ mua vào, đấy, hay là phải trả tiền mà lại phải chịu thuế thì sẽ tính là đầu vào. Đấy, còn cứ bán ra hay thu tiền là phải chịu thuế là thuế đầu ra. Thế cho dễ nhớ, được không? Và thứ ba ấy, đấy là gì? Luôn phải nhìn ở cuối đề. Được không? Nhìn ở cuối đề. Tức là gì? Phần biết rằng ấy. Bởi vì sao? Vì thuế này đề nó khá là dài đúng không? Và phần biết rằng nó sẽ cho rất nhiều dữ kiện. Đấy, và các dữ kiện đấy đều quan trọng cả. Các bạn phải luôn nhìn ở cuối đề nhá, cái phần biết rằng ấy. Đấy, vì là gì? Dữ liệu rất quan trọng. Quan trọng. Được không? Dữ liệu rất là quan trọng. Cứ thiếu nhá, các bạn cần nhớ giúp mình thêm một cái nữa đây là cứ thiếu. Người ta cứ bảo là cứ thiếu giấy tờ hay gì đấy đúng không? Giấy tờ hay gì đấy thì không được hưởng nữa. Ví dụ nhá, người ta bảo là xuất khẩu này nhưng mà không đủ giấy tờ thì nó sẽ không được tính là 0% mà nó vẫn tính 10% bình thường. Các bạn hiểu không? Đấy nhá. Thì không được hưởng nữa. Các bạn hiểu đơn giản ấy, đấy là gì? Người chịu thuế luôn bị thiệt, đúng không? Người chịu thuế luôn bị thiệt. Đó, nếu mà chúng ta quên thì đấy, chúng ta phải chịu thôi, đúng không? Nhớ như thế. Thế chưa nào? Rồi, và có gì thì vào bài mình sẽ nói tiếp nhá. Đấy, đây là những cái chú ý cơ bản và đầu tiên thôi, mình muốn nói cho các bạn. Và vào bài ấy, thì sau mỗi bài mọi người sẽ để ra một phần để chúng ta ghi thêm những cái chú ý của bài đó. Được chưa nào? Rồi, ở đây, bây giờ không để người đợi lâu nữa, thì mình sẽ vào chữa luôn bài tập nhá. Cụ thể thì mình sẽ, đây, cho các bạn xem bài tập đây, mình đã scan ra rồi, đúng không? Tuy nhiên nó hơi mờ một chút, không biết các bạn có nhìn rõ không? Thôi mọi người cố gắng nhá. Và đây là cái quyển bài tập cũ của mình, được không? Tuy nó cũ nhưng mà bài tập nó vẫn khá giống như vậy, nó giống đến khoảng 95%, chỉ có một số chỗ nó có thể thành một chút thôi. Vì kỳ trước thì mình vừa dạy một bạn và mình thấy bạn ấy dùng cái quyển mới ấy, thì nó không khác cho lắm, nó khác một số chỗ rất là nhỏ thôi, và nó chỉ khác tầm một hai ở trong một hai bài thôi, còn cơ bản nó vẫn giống vậy, được không? Thì đấy, cho nên là mình vẫn dùng cái quyển cũ này được, ok không nào? Rồi nhá. Thì giờ này mình sẽ cùng vào chữa nhá. Đầu tiên mình xem này. Bài tập của cái chương 2 đấy thì nó sẽ là từ này, chương 2 mình sẽ nói đây. Bài tập chương 2 nó sẽ là từ bài 1 đến 4. Được không? Thì đây là sau khi chúng ta mới học xong rồi thuế giá trị gia tăng thôi, cho nên bài từ bài 1 đến bài 4 nó chỉ cố gắng là hỏi chúng ta mỗi phần thuế giá trị gia tăng thôi. Tuy nhiên mình đã nói rồi, đấy là gì? Trong kiểm tra hay trong thi ấy, nó không chỉ hỏi thuế giá trị gia tăng mà nó còn hỏi mình các loại, đấy là gì? Thuế giá trị gia tăng này, thuế tiêu thụ đặc biệt này và thuế nhập khẩu, nó sẽ trộn vào nhau trong một bài. Được không? Thì nó mới khó hơn. Còn cái bài 1 đến 4 này nó chỉ hỏi về một loại thế thôi. Đúng không? Để cho nên chúng ta làm nó cũng sẽ đơn giản hơn một chút. Rồi, vào đây mình cứ cùng xem nhá.